1, 2, 3. Chào các bạn. Nhớ rất vui giới thiệu với các bạn cây Diapason với model 132 này. Trước hết là sao bót, và một cái sao bót rất đặc biệt, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cột trống. Vâng, 6 cột trống. Và với sao bót A, vâng, với sao bót mà tôi cảm giác nó chắc chắn và kiên cố. Vâng, kiên cố vô cùng. Vâng, rất chắc chắn và kiên cố. Và tôi nghĩ rằng là cây đàn này chắc là nó sẽ phải có tuổi thọ hết sức dài bởi cái sự kiên cố này. Bây giờ chúng ta xem cái body của cây đàn. Và sao bót vừa rồi là A rồi. Và body B. Đây, đây các bạn. Đấy là cây đàn này là Diapason. Thì nếu bạn nào đã tìm hiểu kỹ thì sẽ biết là Diapason chính là một cái thương hiệu thứ hai của dòng đàn Kawai. Đấy, một cái thương hiệu thứ hai Kawai. Cũng như Yamaha nó cũng có một số các cái tên thương hiệu khác nữa. Đấy, một cái sự họa tiết trang trí ở body rất là đẹp, rất là cầu kỳ. Tôi nghĩ đây là một trong những cây đàn mà khi họ sản xuất ra là có một cái giá thành sản phẩm tôi nghĩ không hề thấp. Và các bạn xem đến cái hồi bên này. Xin mời các bạn. Đây, hồi này. Đấy, từng cái họa tiết một ở đây các bạn thấy không ạ? Đấy, từ cái chân họ làm như này rất cầu kỳ. Đấy, rất cầu kỳ. Và cây này mới thì không hề ít tiền đâu ạ, và đến bây giờ thì nó lại là một cây đàn hết sức là chi tiêu tiết kiệm. Và bây giờ chúng ta cùng nghe âm thanh của cây đàn để xem cây đàn này vang lên như thế nào. Xin mời các bạn. Tôi nhìn nghe tôi chơi ngay có thể nó chưa được hay. Thế nhưng mà để chúng ta cảm nhận được âm thanh của cây Diapason này, một âm thanh mà tôi thấy vang đều và vang và màu sắc thanh rất đều, độ sáng cao. Tôi nghĩ là không chê, không có cái gì để chê cả, không thể chê được. Và bây giờ với cái âm thanh hay như này, chắc chắn là bên trong từ pin, từ action, từ string, dây cho đến key đều rất ok. Mời các bạn xem. Vâng, và bây giờ là bên trong của cây đàn Diapason. Và hệ thống chốt pin. Vâng, các bạn nhìn đây, pin A. Vâng, chốt pin. Đấy, rất là đều, rất chắc chắn. Vâng, cái model này tôi thấy pin nó to hơn, rõ hơn. To hơn thì tất nhiên nó sẽ khỏe hơn. Vâng, các bạn nhìn hệ thống action. Action rất là chặt. À, các bạn để ý thấy cái đầu búa này. Tôi thấy cái đàn này là đầu búa hết sức tròn đẹp như thế này. Hình như cái người dùng trước họ dùng không nhiều. À, đây. Bạn xem cái action phía dưới, các cái lò xo và dây co. À, rất tốt. Phím key.
Vâng. Thứ nhất là cái gốc cây đàn được lựa chọn về rất tốt qua cái đánh giá. Thứ hai nữa là qua cái sự bảo dưỡng và tỉ mỉ, cẩn thận của những người kỹ thuật của chúng tôi, nên cây đàn này đang có một cái giá trị sử dụng rất là cao. Tôi nghĩ rằng các bạn hãy lưu ý đến cây đàn này khi mua đàn cho con em mình học đàn. Cảm ơn các bạn.